Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nuôi chim chào mào ghép sinh sản nha. Phía sau là cái chuồng AV của mình. Thì hôm nay em hướng dẫn mọi người nuôi chào mào sinh sản ở trong một cái chuồng nuôi gà nha. Thì hôm nay em hướng dẫn mọi người ghép chim chào mào sinh sản của mùa nay là tháng 8 của 2021. Giữa tháng 8 thì hiện bây giờ nếu mình ghép á là khoảng cuối năm là mình có chim con nuôi. Thì trước tiên thì mọi người chuẩn bị cho em chuồng chuồng nuôi bồ câu 1m2, hai cái hoặc ba cái anh em ghép lại với nhau. Xung quanh thì anh em lợp lưới len cho nó kín lại, ở trên thì che nóc che mái tránh mưa dột. Chuồng bên đây thì hai cái chuồng 1m2 em ghép lại, đằng bên kia cũng chuồng 1m2. Còn bên đây chuồng nuôi cu, bên đây cụ thái nè mọi người, cặp cụ thái của em nè. Về cái khâu chuẩn bị thì chuồng, cái lồng, mấy cái lồng mấy chỗ mấy cái để đựng nước nè, thì cái máng để trái cây, để thức ăn, một chế một cái thùng thùng như nè, để đựng dế nhỏ nhỏ như nè cho dế nó không không đi ra. Buộc cái dây á, cái móc nè, ở trên móc xuống nè mọi người thấy không, đây nè, ở giữa đây lấy một miếng vải thấm thấm nhớt buộc lại để cho kiến đó, nó không có bò xuống. Ngay đây em cũng vậy, đây em buộc vải vải thấm nhớt buộc vô là không có kiến luôn. Ở trong đó thì anh em bố trí một cái chậu len, cái chậu len trong đó thì nó nhỏ, nay em có mấy cái chậu len bự vậy nè, để vô thì cho chim nó nằm ấp thoải mái. Thì ở bên trong thì mình gác vài ba cái cây, cái cầu cho nó bay nhảy đậu cho nó thoải mái. Rồi tiếp theo là anh em chuẩn bị cho em một cặp chim chào mào bổi, cái bổi vẫn ghép được nha anh em. Chim bổi thì ở ngoài rừng nó đã sinh sản rồi á, ghép nó còn dễ đẻ hơn nữa, nhưng mà nó khó một cái là chim con nó mình nhìn nó thì nó sẽ phá bỏ, cho nên là kỳ kỹ chỗ đó, hạn chế nhìn á. Nó đẻ thì đẻ ấp xong thì mình cứ một góc đó là cái ổ bên đó thì mình cho ăn mé bên đây, cho ăn mé bên đây, đừng có động ổ nó thường xuyên nó sẽ bỏ. Thì anh em chuẩn bị một cặp chim bổi, bổi vẫn tốt bình thường, ok. Đây một cặp chim của em đây. Con ở trên lặn trống, ở dưới lặn mái. Che lưới len xung quanh hết để cho chim nó cảm giác yên tĩnh để nó đẻ. Thì khoảng bỏ vô khoảng một thời gian thì mọi người quan sát á, chim nó hai con nó có ngủ kế nhau hay không, nó ngủ kế nhau á là chim nó bắt cặp thành công. Thì bắt cặp thành công thì cái lúc đó là mình nuôi
cái giai đoạn là thúc thúc mái đẻ, thì mình sẽ cho ăn dê dế nè, trứng kiến nè, di cám 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 gà con á, thì chim nó sẽ mau đẻ hơn. Bỏi, chim bỏi của em. Con bên trái là con mái, con bên phải là con trống. Thì cái mình em có mấy cái clip mà để hướng dẫn mà làm cái tổ chim cho chim á, thì anh em vô xem lại mấy cái clip đó giúp em nha. Cái vị trí đặt luôn á, em có hướng dẫn. Thấy chim nó bắt cặp rồi thì mọi người chuyển sang cái chế độ ăn cho chim đẻ, thì mấy cái đó thì em có làm clip hết rồi. Cho ăn trứng kiến thì chim nó mau đẻ hơn. Rồi nhất là phải cho ăn xuyên suốt là trái cây, đây em cho ăn đu đủ nè, chuối, cam, mấy cái trái cây đó thì dễ kiếm, cho ăn thì nó đẻ thôi. Chim nó đẻ là nó ấp, con mái ấp khoảng 11, 12 ngày là chim nó nở. Thì từ ngày 1 tới ngày 5 của chim con á, thì mọi người cho ăn trứng kiến. Bỏ trứng kiến vô là chim nó tự đút. Còn từ ngày 5 trở đi á thì mọi người có thể bỏ sâu bỏ dế vô rồi, thì tới lúc đó thì chim nó tự bắt cái con dế, nó đút con nó ăn. Thì cái thời gian đó mọi người đừng có nhìn ổ nó nhiều quá, thì chim nó sẽ tha con nó bỏ. Thì đây mấy kỳ trước thì em bị rồi, bị mùa này luôn nè, em bị khoảng 4 ổ. Ổ đầu tiên là bị kiến, mấy ổ sau là do em nhìn nhìn nó thì nó bỏ ổ, tội nghiệp mấy con. Ổ nào cũng 3 trứng á, là do cho ăn đủ chất á, nó đẻ 3 trứng. À, nuôi khoảng tới ngày thứ 3 cái nó tha con nó bỏ, thì rút kinh nghiệm rồi, để rút kinh nghiệm mùa sau, mùa này chim nó thay lông hết rồi. Ở bên trong thì anh em bỏ cây vô cũng được, hoặc không cũng được, không sao. Thì với cái kinh nghiệm hạn hẹp của em như vậy, thì em chia sẻ lại mọi người xem cái cách làm của em. Thì anh em nào thấy hay thì cho em thì xem video của em để làm theo. Còn mà anh em nào mà có nhiều anh em mà ghép chim cũng kỹ thuật lắm, cũng hơn em nhiều lắm, thì anh em coi cho biết, hoặc anh em có thể cho qua, chứ anh em đừng có comment chửi em nữa, tội nghiệp em quá. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của em. Thì em kết thúc video ở đây. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Thì mọi người mà mới xem video của em thì hãy cho em một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Thì hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.